Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Dư Hùng. Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2020 của tôi, bão Molaf đánh vào miền trung Việt Nam và đã qua bên Thái Lan và coi như trở thành lời cơn giông mưa thôi ở bên những vùng như bên Thái Lan và Miến Điện. Nhưng đã để lại những hậu quả rất là bi ai cho người dân miền trung tôi thành thật chia buồn với tất cả các cư dân miền trung từ ở bên phía của nha trang ra tới thành phố đà nẵng và đặc biệt là cư dân ở tỉnh quảng nam thưa quý vị cơn bão mô la đi qua thì quảng nam có hai vụ lỡ đất ở xã trà leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã vùi lấp 73 người, nhưng đã được cứu sống 46 người và 14 người bị tử vong. Một số người còn đang bị mất tích, vân vân. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh ở tại huyện trà my tỉnh quảng nam đó cũng là một nỗi đau thương cho cả dân quảng nam cho dân miền trung và cho người việt nam nói chung vì tai họa của cơn bão mola đã để lại cho dân việt nam ngoài vấn đề mà thương tích và tử vong cũng như là mất tích và bị vùi lấp đó thì đương nhiên bão Mola phải nói rằng là cơn bão gió rất mạnh đã thổi tung nóc trường học tung nóc nhà đủ thứ hết ở nguyên ngay ở tại tây nguyên cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề thưa quý vị nên tôi xin một lần nữa chia sẻ nỗi đau thương đó của tất cả các cư dân miền trung việt nam thì Y như vậy, ở tại Gulf of Mexico, cơn bão Zeta cũng đánh vào New Orleans. May cho chúng tôi là Houston có một cơn gió lạnh cho nên bão đã qua New Orleans. Tôi cũng xin chia buồn với cư dân New Orleans đã phải chịu nhiều cảnh tai ương như vậy. Liên tục thì, trong mấy năm nay, năm nào hầu như cũng bị những cơn bão lớn đánh vào New Orleans hết. Từ khi bị trận bão Katrina năm 2005 đến nay, hầu như năm nào New Orleans hay là tiểu bang Louisiana cũng bị đánh thẳng trực tiếp bởi các cơn bão. Không bão nào mà không đánh hết. Ngay bão Delta vừa rồi đó, cách đây khoảng chừng có 3 tuần của tôi thôi, tưởng lúc đầu là vào Houston nhưng mà rồi cuối cùng nó dạt sang bên phía Lake Charles cũng bên phía Louisiana rồi cũng đi lên phía bắc của Louisiana lượng nước mưa đổ xuống sông Mississippi, tràn xuống dưới New Orleans, tội nghiệp. Thì tôi cũng xin chân thành chia buồn cùng cư dân của Louisiana nói chung và của New Orleans nói riêng. Đó là tình cảnh về lũ lục ở miền trung Việt Nam và Tây Nguyên Việt Nam cũng như là ở New Orleans. Nhưng hôm nay tôi muốn nói đề tài chính đó và tôi muốn à, có một cái nhận định về biến chuyển ở tại ở tại Pháp thưa quý vị. Ở tại Pháp thì cái biến chuyển đó nó lại là có một cái sự phức tạp đối với thế giới. Ngày hôm qua thưa quý vị, ngày 29 tháng 5 đó thì ở bên à, Pháp thành phố Nice đã xảy ra một vụ án mạng mà những người tin theo Hồi giáo đã giết ba người dân ba người dân ở Pháp vì cho rằng là nước Pháp chống lại đức tin của họ qua cái hình ảnh mà những hình ảnh biếm họa tiếng anh nó gọi là carry caricature carry caricature đó thưa quý vị những hình ảnh biếm họa mà do cái tờ tuần báo Charlie Hebdo tờ tuần báo Charlie Hebdo là tờ tuần báo hay vẽ tranh biếm họa và trong đó là biếm họa luôn cả nhiều nhân vật họ biếm họa họ giễu cợt luôn cả hồi xưa là tổng thống François Mitterrand François của họ rồi cách đây mấy năm họ biếm họa tiên tri người lãnh đạo và sáng lập ra đạo hồi giáo là tiên tri Muhammad à, nên là người dân của hồi giáo rất bất mãn khi có những hình ảnh biếm họa đó và tôi cũng đã kể rồi là một ông thầy giáo ở ngoại ô thành phố paris là erigny sur ors ông thầy giáo tên là samuel Patti. ông ấy cầm cái bức biếm họa của charlie hebdo nói rằng là đó là quyền tự do ngôn luận thì các học sinh người Hồi giáo họ giận và họ báo tới tay một học sinh 18 tuổi người gốc Chechnya mà tin theo đạo hồi anh học sinh ấy mới chặn ông thầy giáo trên đường trước khi vào trường học cấp 2 ở Erechni và đã có hành động là mời cái cổ của anh ấy, cái đầu của anh ấy đi chơi, mời cái đầu của ông thầy giáo Samia Pati đi nơi khác. Thế là gây chấn động cả nước Pháp. Nước Pháp liền truy lùng và bắt chín người nữa. chín người nữa họ cho rằng là có sự đồng lõa hoặc là chỉ điểm cho cái anh người Chaknia đó giết hại thầy giáo Samuel Patti quý vị biết rằng là anh người hồi giáo Chechnya đó, đó là khi mà dọn cái đầu của ông thầy giáo Samuel Patti đi đó thì cảnh sát kêu gọi anh ấy hãy đầu hàng phải xuống anh không chịu thì anh cũng đã bị cảnh sát bắn chết ngày hôm đó luôn thế rồi sau khi mà nước pháp bắt giam thêm 9 người và Tổng thống Emmanuel Macron lên tiếng nhất định là không có gỡ các cái biếm họa xuống, nhất định là bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận của người dân Pháp và đặc biệt là những biếm họa của tờ Charlie, Charlie Hebdo thưa quý vị thì phải nói rằng là cả thế giới Hồi giáo phẫn uất Họ đã tẩy chay các hàng hóa của nước Pháp rồi họ biểu tình không biết bao nhiêu ngàn ngàn người xuống đường rúng động cả thế giới tôi cũng đã có một clip về vấn đề đó trong vài ngày trước nhưng hôm nay thưa quý vị bản tin nói rằng là tại vì đã dự trù đó là ngoài cái việc mà biến động ở nước ngoài thì ở trong nước pháp và ở nice thì có những người ở tại đó là đợi những người mà này đi 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 lễ thì họ tới họ cắt cổ ba người tử vong. Bây giờ là nước Pháp cũng đang sôi sục về cái chuyện này, đang lùng với những cái người hồi giáo mà họ cho cực đoan. Rồi ở ngay tại Paris đó cái người mà trông coi đền thờ Đức bà Đức Bà Notre Dame Đền thờ Đức Bà đó Đền thờ nổi tiếng đó. Đền thờ Đức Bà Notre Dame Thì Cái người trong coi đó là ông tên là ông Vincent Locus Vincent Locus Thì trong khi ông tới nhà thờ Ông lo cái việc mà trong coi nhà thờ Thì ông cũng bị Một người Hồi giáo cực đoan chặn các cổ Chặn các cổ ông Và ông qua đời nó gây một cái ấn tượng trên toàn nước pháp bây giờ nó họ gọi cái danh từ là islamophobia tức là hãi sợ hồi giáo đây là một cái cơn chấn động tâm lý của nước pháp là islamophobia đó là cái điều mà tôi muốn nói là hãi sợ hồi giáo islamophobia islam islamophobia là và hải sợ Hồi giáo. Nó trở thành một syndrome hơn là một symptom Có cái sự khác biệt của syndrome và symptom tầm thưa quý vị. tâm nó là một cái một cái chứng thôi, một cái triệu chứng cho con người, triệu chứng tâm lý này, triệu chứng tâm lý đó nhưng mà với tính cách cá nhân. Nhưng khi nó trở thành một syndrome thì nó là một hội chứng xã hội. Bây giờ nước Pháp đang có một cái hội chứng xã hội, nó là một syndrome, một hội chứng xã hội, Islamophobia tức là sợ hồi giáo. Khi mà mình sợ hồi giáo rồi đó, mình đi đâu đó mình cũng thấy người ta là cái gì đó kinh hại lắm, có thể là kẻ thù liền, chưa đánh rồi mình cũng có ngại ngùng. Mà điều này nó làm cho ông tổng thống Emmanuel Macron đó, rất e lo, e sợ. Vì sao? Quốc gia là cần phải trấn hưng dân tình. Một quốc gia mạnh là phải có tự mình có dân trí, nâng cao dân trí mình. Nâng cao dân trí, rồi xong phải chấn hưng dân tình nữa. Rồi trồng sâu dân dũng, tức là dân phải dũng cảm. Bây giờ là nước Pháp tự nhiên bây giờ cái hơi, cái dân tình đó đó. Dân tình đã bị bị yếu, bị gặm nhắm. Nếu mà dân tình bị gặm nhắm thì người ta không có can đảm để ra làm những cái việc mà người ta phải đứng ra, người ta bảo vệ điều người ta tìm. Nên Tổng thống Emmanuel Macron ông hôm nay đó thưa quý vị, ông có ra, ông nói trên đài báo của nước Pháp và Reuters có loan tin là ông nói rằng là chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Nước Pháp có lịch sử tranh đấu và anh dũng không thể nào đầu hàng với một nhóm người cực đoan cuồng tín về đức tin cực đoan cuồng tín chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng và ông mới nói rằng là chứ những người hồi giáo mà tấn công mà giết người như vậy ở bên nước pháp đó, đó là những kẻ khủng bố và đôi nếu bắt ở tại được nước pháp thì sẽ phải trừng trị theo luật của nước pháp và thưa quý vị đó là ở bên ngoài nước pháp những cuộc biểu tình đó người ta đưa hình ảnh của tổng thống Emmanuel Macron lên rất là nhiều người ta xé người ta đốt người ta chà đạp người ta cho rằng ông là hiện tượng của ác quỷ chống lại đức tin thưa <laughs> quý vị chống lại đức tin của họ bây giờ nước pháp đang phải đối phó với một tình cảnh mới. Nước vót, dịch Covid-19 đang trở lại, đang quay trở lại. Rất là nhiều người bị dương tính. Thế bây giờ đó là còn thêm một cái cảnh là bị khủng bố bởi những người Hồi giáo vì cho rằng là những cái bức ảnh biếm họa đó là xúc phạm đến đức tin của họ thưa quý vị bây giờ đó là tôi xin trở lại cái vấn đề của vụ cái tờ báo và những cái biếm họa của Charlie Hebdo này, Charlie Hebdo. Mình hiểu về một chút xíu Charlie Hebdo một chút xíu đó, để mình thấy rằng là họ có phải là những cái gì mà mà đáng bị, bị xử như vậy hay không? <laughs> Charlie Hebdo là một tờ tuần báo tranh vẽ có nhiều cái hiếm hí họa của nước Pháp Ra đời từ năm 1970 Nhưng mà đó Họ có một cái giai đoạn Mà họ bị đền bản Là do giai đoạn họ chỉ trích Họ vẽ biếm họa Ông Tổng thống François Mitterrand của họ Và vì họ vẽ những cái biếm họa Chỉ trích ông François Mitterrand Thưa quý vị Nên là, là Vào khoảng năm 1981 tháng 12 thì Charlie Hebdo đình bản. Đình bản là vì do người dân ở tại Pháp họ cũng chỉ trích Charlie Hebdo đi quá đà trong việc mà biếm họa những nhân vật lịch sử như là ông tướng Charles de Gaulle và ngay cả nhân vật lúc đó là tổng thống François Mitterrand. Đúng quý vị. Cho nên là lúc đó mà không có đủ người mua đó thì báo phải đình bản thôi. Báo phải đình bản. Đó đình bản năm 1981. Thế rồi năm 1991 đó thì một người khác tên là GB và Kabu quyết định là cho tái bản Charlie Hebdo và Charlie Hebdo bắt đầu tái bản vào khoảng chừng tháng 7 năm 1992 họ có lúc đó đó là họ có một cái con số khách cũng khá họ vẽ những cái đề tài diễu khắp nơi trên thế giới đề tài nào cũng diễu hết đó diễu nước Mỹ diễu nước Anh diệu nước pháp vân vân có đủ có không có và khi họ diễu như vậy đó thì có một chuyện là là họ diễu năm 2007 đó họ vẽ cái cảnh mà gọi là cái ngôi đền đền, đền người gia, hồi giáo đó thì lúc đó chỉ vẽ cảnh ngôi đền hồi giáo mà có những cái lời biếm mật chơi cho vui cũng không, không sao nhưng mà bắt đầu từ, từ 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 xong rồi anh thấy như vậy đó là anh vẽ thêm <laughs> anh vẽ thêm thì tháng 11 năm 2011 anh đã bị người ta đánh bom <laughs> anh đã bị đánh bom cái tội là vẽ vẽ biếm họa mà lúc đánh bom đó người ta không biết là anh biết là ai ai đánh bom mà vì, vì mục đích gì tại vì lúc đó là Charlie Hebdo là có nhiều kẻ thù thưa quý vị nhưng rồi năm 2012 đó thì tháng 7, tháng 9 chứ. Tờ báo này mới vẽ cái lời cái hình biếm họa tiên tri Mohammed. À. Và trong cái hình biếm họa đó là nó không có nên nó là vẽ là tiên tri Mohammed trần truồng mặc cái váy rồng chúng cuốn chung quanh cái bộ phận của ông thôi thì đối với người hồi giáo họ không chấp nhận được nhưng mà đối với tây phương thưa quý vị đức giêsu của họ đã treo lên thập tự nó chỉ có một cái cái tấm vải thôi thì cũng không sao nhưng mà đối với người hồi giáo thì họ không chịu người hồi giáo không có cái cảnh mà đức tiên tri Muhammad là có cái váy thôi không được thế là họ giận cái chuyện đó rồi tiếp tục thì bên phía của Charlie Hebdo đó là sau đó vẽ những cái hình ảnh tiên tri Mohammed cùng với các trinh nữ vân vân để tiếp đón những ai tử đạo lên thiên đàng thì đó là những cái cảnh mà bắt đầu là người dân theo đạo hồi họ hủy giận thì bắt đầu năm 2015 tháng 7 nay xin lỗi tháng ngày 7 tháng 1 ngày 7 tháng 1 đó, là đã có những cái vụ là những người hồi giáo họ mang súng họ bắn một loạt ở các nhà hàng ở tại Paris nước Pháp Chắc quý vị còn nhớ và mỗi lần bắn xong đó, thì những chiến binh đó họ gọi họ là chiến binh thì họ đọc họ hô to cái khẩu hiệu là Alahu Akbar Allahu Akbar tức là thượng đế thật vĩ đại thượng đế thật vĩ đại đó là cái câu mà ai cũng nhận diện được hết Khi mà mà họ cắt cổ hay là làm cái chuyện gì đó Họ làm một cái vụ bạo động Vì nhân danh Đấng Allah Nhân danh bảo vệ tiên tri Mohammed Thì họ nói cái câu rất to Đó là Allahu Akbar Allahu Akbar Thượng đế thật vĩ đại Thượng đế thật vĩ đại Thưa quý vị Thế nhưng mà đó là người dân Pháp Cũng cũng kiên trì lắm họ mới có một cái cao trào họ gọi là je suis charlie tôi là charlie ly họ cũng xuống đường họ ủng hộ tờ báo charlie hebdo cái thời gian đó cũng phải nói rằng là cũng khá mạnh mẽ nên là họ vượt qua được cái sự sợ hãi của đối với hồi giáo họ vượt qua thời gian đó Thế bây giờ đã quay trở lại năm nay đó thì cũng cảnh đó cũng một ông thầy giáo chỉ giới thiệu những cái hình ảnh biếm họa tiên tri Mohammed ở trong trường cấp 2 ở ngoài ô Paris là Eragni Sirovas thì đã gặp cái sự phản ứng này. Phản ứng này dữ dội đó thì chính tổng thống Donald Trump cũng mới tweet ra ngày hôm qua nói rằng là ông không hài lòng với những người cực đoan hồi giáo nước pháp phải vững mạnh nước pháp phải chiến thắng đó là lời thuyết của tổng thống trump ủng hộ cho tổng thống emmanuel macron vì bây giờ thế giới tây phương nói chung là thiên chúa giáo họ e ngại sự cực đoan của hồi giáo họ e ngại sự cực đoan của hồi giáo nên họ phải cùng tay nhau siết chặt lại để bảo vệ chiến tuyến kẻo không á, cao trào Islamophobia đó, nó tràn lan thì rúng động. Phải nếu phải nói là nói về sự đoàn kết đó, về đức tin á, thì hồi giáo đoàn kết hơn thiên chúa giáo. Quý vị mà xem những cái buổi cầu nguyện của họ đó, họ rất là nghiêm trang và cầu nguyện rất là phải nói là sông đạo. Một tiếng nói thôi là cả hàng trăm ngàn cánh tay dơ lên một triệu cánh tay dơ lên cùng đồng lòng rất là kinh hùng kinh hoàng họ sống đạo rất là đạo đức thưa quý vị đây là một biến chuyển mới cho nước pháp có thể họ vượt qua giống như họ đã từng vượt qua năm 2015. Nhưng đây là một trận tuyến mà họ đang đối đầu. Cần sự yểm trợ của những người như nước Mỹ, như Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng. Tôi chỉ khá ngạc nhiên là họ đã học cái bài học đó <laughs> Họ đã học bài học đó Học bài học của ông Của tờ báo Charlie Hebdo đó Năm 2015 Năm 2012 Năm 2007 Và 2008 là gì vân vân Thế nhưng mà Họ không có chừa Chính vì cái sự không có chừa đó Đối với người Hồi giáo họ cho rằng là người tây phương nhất là người pháp là coi thường đạo của họ không có chừa họ đã nói bao nhiêu lần rồi bây giờ cứ và làm như vậy không chừa thì họ mới phản ứng kiểu đó họ phản ứng kiểu đó thật là một nỗi lo cho nước pháp tôi cũng xin thành thật chia buồn cho nước pháp đức tin của họ cũng đang phải bị thử thách những người đi nhà thờ thì bị người Hồi giáo cắt cổ ở Nice ba người ông ông từ giữ 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 ngôi đền Notre Dame cũng bị cắt cổ rất là tội nghiệp xin thành thật chia buồn cùng với nước Pháp cầu mong cho nước Pháp thêm nghị lực để vượt qua sự khó khăn này đó là lời cầu và chia buồn của tôi đối với nước Pháp. Còn riêng đối với người dân miền Trung Việt Nam, tôi thành thật chia buồn với các người dân trong vùng lũ lụt miền Trung vừa qua. Và đặc biệt là hai vụ sạt lở ở tại Trà My, tỉnh Quảng Nam. Và tôi cũng xin thành thật chia buồn cùng với dân New Orleans và Louisiana lại phải hứng chịu một cơn bão Zita vừa qua nó không lớn giống như là Katrina nhưng mà cũng đã để lại nhiều thiệt hại. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Dư Hùng chiều ngày 30 tháng 10 năm 2020 của tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình ngày mai.